Ok, chào mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại channel của mình. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một tựa game mà quen thuộc đi. Chứ không chơi ARK nữa. Vẫn chơi nha, vẫn chơi nha. Vẫn tiếp tục làm series ARK nha. Đây, thì chắc anh em cũng khá là lâu rồi mới thấy mình quay trở lại với con game Liên Quân Mobile này đúng không? Đấy, là do là nó bị cái lỗi mà 10% gì ấy. Nó bị lỗi, mình không có vô và mình không có vào được game. Nên là mình bỏ game, mình không có chơi này nữa. Nhưng khi mà nó cập nhật game lại mới ấy, thì có thể là gà rán đã fix lại một số cái lỗi. Ví dụ như cái lỗi của mình đi. Đấy, nên là mình đã chơi lại được bình thường rồi. Đấy. Và ngày hôm nay thì sẵn tiện thì Liên Quân nó cũng mới cập nhật map mới này, bản đồ mới này. Đấy, rồi các cái khả năng cái cách đi rừng mới nữa này, một vài con quái bù lại mới nè. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đi rừng ha. Rừng mùa 20 này. Đấy, thì anh em farm một vòng rừng vậy đấy, nhưng mà anh em nên bỏ bớt một vài con nha anh em. Anh em farm làm sao cho nó nhanh nhất ấy, anh em nên bỏ bớt một vài con quái con. Đừng có bỏ bùa nha anh em, bỏ bùa là bị chửi đấy. Bỏ bùa là bị tem chửi đấy. Đấy, anh em xuống anh em ganh cái đường tà thần. Đây, cái đường tà thần là cái đường mà giao tranh nhiều nhất trong mùa này. Đấy, theo người ta nói với gà rán nói là vậy. Tại cái bụi cỏ, cái đường tà thần ấy nó có con dơi. Với lại cái bụi cỏ nó vẫn như bình thường thôi, nhưng mà đầu game thì người ta sẽ tranh chấp với con dơi, nên là nó sẽ giao tranh khá là nhiều chỗ đấy. Còn cái đường rồng thì đây, người ta gà rán nói là đây là cái đường mà an toàn nhất trong mùa này luôn. Đấy, tại cái bụi cỏ đấy nó được kéo xa ra. Cái bụi cỏ thì nó được kéo xa ra. Và nó không có quá nhiều mục tiêu để tranh chấp, chỉ có con rồng thôi. Đấy, nên mình nghĩ là anh em nên đi ranh, ghi ganh ở cái đường tà thần. Đấy, anh em ăn con dơi ha. Đấy, anh em ăn con dơi rồi anh em. Nhưng mà anh em thấy AD tem bạn mà lên cao quá đấy, anh em có thể đi lên cái đường rồng này này, ganh AD tem bạn. Hoặc là đi ăn tà thần cũng được. Ui, ghê nhờ. Ghê quá, ta chi cho bạn trâu quá. Ta chi mà nó gồng lên là nó tăng tới như là 40% miễn thương rồi anh em, trâu lắm. Đấy. Chặng ngày hôm nay thì chắc tướng thì tem mình hơn ở đầu game, nhưng mà cuối game thì chắc chắn là không bao giờ không ăn được đâu. Cuối game ta chi với hôm tem bạn với gấu khỏe lắm anh em ạ. Đập một cái hôm thì nó bắn một cái, còn ta chi thì nó trâu khỏi chê luôn anh em ạ. Ta chi trâu lắm. Ta chi nó trâu với chat ảo nó nhiều này, hồi phục nó cũng rất là khủng khiếp luôn. Cái độ nhây lì của nó thì khỏi chê luôn ấy. Đấy. Nhưng mà không sao, thanh xuôi thôi. Tốt nhất thì mình cũng không nên giới sớm để làm gì. Đấy, chưa gì mà tem là nát thế này. Ta chi cho bạn cầm nguyên ngay cái đấm cắm trụ. Rồi thêm AD AFK nữa rồi. Bút bẩn rồi. À, chết, thôi chưa. Gây chưa, sung ấn chưa. Sung chưa. Đấy. Đấy, mới đầu game thôi mà tem bạn đã tem mình ăn ngọt và tem bạn ăn đá hai đã chưa. Tem này mà về lết thì rất là khó lắm nha anh em. Con Alphanix á, nó không bao giờ nó có thể ăn được con hôm. Con hôm mà cuối game mà tanh cơ mà nó sóc chỉ trong một lượt một lần ba viên đạn thôi thì làm gì con nào mà có thể ăn chân nó, kể cả là tanh cơ cũng chả chịu được bao lâu á. Đấy, trừ khi là năm thằng nó bu ra một cục nó đập cho nó chết thôi. Con hôm nó trâu lắm anh em ạ. Mùa này thì sẽ có tới tận là 5 loại quái anh em, 5 loại quái cao á, 5 loại quái to đấy. Sẽ có một phút thứ hai, như là phút thứ hai sẽ có một con cà thần cấp 1 và một con rồng cấp 1 ra. Đấy. Theo mình thì anh em nên ăn con rồng, tại vì con rồng thì nó có khả năng là tăng đam cho anh em phân quái với phân lính, đúng không? Phải phân quái phân lính nhanh hơn. Còn con rồng thì nó giúp phá trụ, nó giúp nó sẽ tăng thêm, nó sẽ
tăng thêm cái khả năng phá trụ cho anh em. Nhưng mà đầu game thì trụ nó trâu lắm, anh em không có cần phải phá đâu. Trụ nó trâu lắm, trụ được bút bình thường mà. Đây, 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 đây. Đây. Một bay. Rồi, gấu chạy đâu gấu ơi. Gấu yêu ơi, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Gấu không chạy hỏi đâu anh em ơi. Chạy hỏi đâu. Thêm thằng chim nữa, thằng chim nó đẩy lén, trời ơi. Đấy, như hồi nãy mình với Phoenix ấy. Phoenix thì chất tướng của nó hiện rầy trụ rất là nhanh luôn, anh em khỏi có chơi rồi. Đấy, mà thêm cái bộ này nữa, mình bên thì nó cũng đẩy trụ khá là nhanh. Đấy, nên là có thể đẩy được gan nữa, cái đường tân lính ở trên đấy. Cũng khó nè. Khó ta. Ui. Đồng quá, thôi về, lui. Khúc này là phải anti chạy nha anh em. Khúc này không anti lại là thằng Hon lướt lên nó bắn chưa mò, nó bắn cái là nó làm chón ấy. Và anh em xác định là anh em cũng có tội đấy. Tại có thằng Suka đó mà nó sóc đam anh em, cái anh em cũng có tội liền hay và luôn không. Đấy. Đấy. Còn nếu như mà tem anh em, còn anh em nếu ăn không tà hận ấy, thì anh em có thể mà canh đi chung ấy, rồi ép một trụ ha, ép đúng một đường thôi, rồi anh em sẽ giết. Nếu mà anh em ăn được rau chanh ấy, ăn được cơm bát ấy, anh em ăn được cơm bát thì anh em có thể đẩy luôn một đường cũng được, đẩy luôn nếu như đẩy được. Đấy. Theo mình thì mình ưu tiên ăn con rồng hơn, tại vì không phải lúc nào cũng ăn rau chanh anh em à. Không phải lúc nào ăn rau chanh, mình nói thì nghe hơi khó hiểu nhưng mà nó cũng khá là hợp rầm rà đấy. Đấy, nói thì cũng hơi là rầm rà, công nhận là rầm rà thiệt. Nói chung thì mình hiểu không sao thì mình nói vậy thôi, anh em hiểu hay không thì mình cũng không biết nữa. Nên mình lâu lâu mình còn lú, mình còn hiểu không sao anh em hiểu được, đúng không? Mình ăn con rồng thì nó sẽ tăng đam lúc anh em, giúp anh em phân quái nhanh hơn nè, đi farm nhanh hơn nè, đi farm lính nhanh hơn nè. Đấy, nhưng mà một cái này là anh em chỉ ăn được một con ấy, anh em ăn cứ con quái nào mà quái to đấy, quái to như con rồng với con tà hằng đó. Đấy, thì anh em sẽ bị dính một cái là một cái bùa hại lợi, với một cái bùa lợi thì không nói, còn cái bùa có một cái bùa hại nữa. Cái bùa hại là nó sẽ giúp anh, nó sẽ khiến cho anh em bị giảm đi 50% đam cho mấy con khác. Đấy, gấu nè, gấu phải không? Khỏe rồi anh em ơi. Ở đây lên đây. Phải nhìn cái bản đồ nha anh em. Anh em chơi anh em nên nhìn cái bản đồ con. Cái bản đồ con nó rất là quan trọng luôn. Đấy, đây cho con tà hằng cấp 2 nè. Đây con xe sát bóng tối. Con này con tà hằng cấp 2 ấy. Thì ăn con này thì nó sẽ giúp cho anh em hình như là tăng tích giáp với chất phép gì đấy. Đây mình coi. À đúng rồi. Nó hồi phục lại 1% máu nè. Với lại tăng 60% công phép, không phải giáp phép, với 160 giáp với 80 giáp phép. Đấy, nãy nó bị che lại bởi cái tà hằng, với lại anh em có thể là chịu hồi được cái con này. Cái con này nó không có giống như cái con mà gì ta? Cái con rồng mà cái con rồng mà anh em ăn con tà hằng mùa trước đâu ha, anh em nó không có giống đâu. Đấy, anh em con tà hờ con cái con rồng trước á, thì anh em nếu mà anh em chết là mất luôn con rồng đúng không? Không phải, anh em chết là con rồng nó sẽ không được thả ra đúng không? Còn con này thì anh em nếu mà anh em chết ở đâu á thì nó sẽ tự được thả ra luôn. Nó sẽ tự nó hót ra luôn nha anh em. Đấy nên anh em khỏi lo là chuyện là mất cái con này. Đấy, mà cái con này thì nó cũng yếu thôi. Nó không quá mạnh đâu. Nói chung thì nó giúp tem mình thì có thêm một con nữa. Thì còn tem kia thì bị áp thêm áp lực đấy. Thêm một ít áp lực là phải giết cái con này. Còn đây thì phút thứ 8 nè. Con rồng này nó rồng ánh sáng cấp 2 nè. Con rồng này là mắc cấp rồi. Có hai nữa nè. Đấy, con rồng này thì nó mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà mình nghĩ là theo mình nhớ thì nó sẽ tăng đam nha anh em, nó sẽ tăng đam.
còn chi tiết á thì mình không có nhớ đó. Mình chỉ biết là nó tăng đam thôi. Đây, đóng tiền AD trên bàn này ở dưới nè. Đấy thì mình sẽ ăn luôn rồi, AD chết rồi, chết cái Phoenix rồi. Phoenix chỉ đầu game ăn được thôi chứ cuối game không có ăn được đâu. Đấy, tem thì hai bên là 18 với 10, mình ăn hết 8 mạng rồi. Quá là xanh luôn. Đấy. Bên thì mùa nào cũng vậy thôi, không thay đổi sức mạnh gì cả. Gì? Chim chạy nhanh quá nha. Này chim mất tóc nè. Thấy thò thanh niên khỏi bay, khỏi cha khỏi bay luôn, không không gì phải sợ hết. Nếu như mà con nếu như mà gia ta có bay được đi nữa thì anh em có chiêu cuối mà đúng không? Anh Ti á thì anh em sẽ trong cái quá trình mà anh em bay á, anh em sẽ được 50% miễn thương nha anh em. Thấy anh em được 50% miễn thương, anh em đừng có sợ không? Khó con nào sống được anh em lắm. Đấy, trừ khi là tem bạn mà khống chế được bắt được anh em thôi. Đấy, rồi tem này là nhận này win chắc rồi. Đấy. Ok, thì hôm nay thì mình đã hướng dẫn anh em cách đi rừng mùa 20. Đấy, và quay trở lại với tựa game quen thuộc là Liên Quân Mobile. Đấy, thì nếu như mà anh em mà có hỏi mình là có làm Liên Quân SSE lại không ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ không làm lại đâu. Tại vì máy mình thì nó khá là đầy dung lượng rồi. Đấy, nó khá là đầy dung lượng rồi nên là mình đã xóa hết mấy cái SSE khác, mấy cái video để ghép SSE ấy. Đấy, nên là mình không nghĩ là không thể nào làm được cái lúc mình nghĩ là mình sẽ làm luôn cái series ARK luôn. Thế nên là mình đã xóa hết mấy cái video SSE khác rồi. Đấy, nên mình nghĩ là giờ cũng muốn làm nữa mình cũng không thể làm được, tại vì mình phải tải lại từng cái video như hồi đó lại, nó rất là tốn thời gian luôn. Đấy, nên là mình nghĩ là không thể nào mà làm Liên Quân SSE tiếp được cho anh em coi. Đấy, nếu anh em thấy hay thì cho mình một like. Muốn kết thêm động lực của mình thì cho mình một subscribe nha anh em. Đấy, ok nha, bye bye anh em nha. Bye bye.